Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật mà mình tranh chấp cái hàng rào với người hàng xóm của mình, và mình làm cách đó như thế nào để mà ở Úc này nó không có gọi là vi phạm pháp luật ha. Ở Úc á, cái hàng rào á, khi mà các bạn xây một cái nhà thì cái hàng rào theo quy định thì sẽ được chia sẻ cái kinh phí làm hàng rào với lại người kế bên ha. Đây, ví dụ đây là nhà mình chia cái hàng rào đôi với lại cái chia đôi hàng rào với lại cái hàng xóm, thì nguyên kinh phí xây dựng cái hàng rào này tổng cộng mình tốn là bên phải là nhà mình, bên trái là nhà hàng xóm ha. Chi phí mình xây tổng cộng hàng rào này là khoảng 2.160 mấy đô á. Thì chia đôi ra là hàng xóm sẽ phải trả cho mình 1.088 đô. Thì cái lúc mà mình xây nhà mình á thì nhà bên hàng xóm này sẽ lúc đó là năm 2016, 17. Thì lúc đó nhà bên hàng xóm chưa có và chỉ là một miếng đất thôi, và mình đến trước và mình xây cái nhà mình. Thì khi đó xây một cái nhà trơ trọi, các bạn tưởng tượng xây một cái nhà trơ trọi mà không có hàng rào thì nó nhìn nó rất là thiếu tính thẩm mỹ với lại thiếu cái tính an toàn, cho nên mình cũng đâu phải xây luôn. Và theo quy định đó là một cái điều mà chúng ta có thể làm được, tức là trong cái luật về hàng rào á, nó có Fence Act của Úc luôn. Luật về hàng rào tức là khi mà các bạn xây tới, các bạn có quyền liên hệ council ở đây để xin cái thông tin của cái người chủ đất bên này, thì council sẽ cho thông tin về địa chỉ thôi, không có cho số điện thoại nha. Mình liên hệ thì liên hệ khoảng 3 năm mà không có trả lời. Và sau này khi người ta về, người ta dựng cái nhà lên, đây người ta sẽ mới xây cái nhà lên để người ta bán ha, bắt đầu dựng cái bản for sale cho bán, thì mình mới đòi và người ta tiếp tục im lặng. Mình không biết cách nào đòi hết, tại vì bên đây luật privacy là các bạn không thể nào lấy được thông tin liên lạc của người ta. Và thứ hai nữa là công nhà này nó đứng sau một công ty, nó lấy công ty thành một cái entity để mà nó bán buôn. Thì mình hỏi cái thằng real estate agent, tức là cái thằng mà bán cho họ, cái thằng cái người cò bán đất đó, thì nó không cho. Và mình nhiều lần mình qua gõ cửa, thậm chí khi đang có người coi thì mình gõ cửa mình hỏi nó cũng không cho. Nó lì đòn, nó quyết tâm là không trả tiền hàng rào cho mình dù chỉ 1.000, trong khi bán cái nhà này trị giá là 750.000 đô mà không trả cho mình dù chỉ 1.000. Thì khi đó mình làm những cách sau. Bạn coi cái phía sau nhà hàng rào của anh ấy đó, kéo dài đến phía kia ha. Ở phía sau nhà hàng rào nhà mình, phía sau đây, suy nghĩ ra à, hôm bữa Melbourne có biểu tình, mà biểu tình thì lại được hợp pháp, cho nên mình cũng chơi kiểu bạn, kiểu dựng biểu tình luôn. Mình dựng biểu tình đây, mình chơi bảng, mình dựng kế bên hàng rào ở đây một cái bảng để mình chỉ đích danh địa chỉ, thì mình nói là cho mình làm sao để cho khách khi mà đến coi nhà thấy được cái bảng là nhà kế bên chưa, hàng chủ hiện tại chưa trả cho mình hàng rào đó. Nếu bạn happy muốn mua và bạn muốn đưa, muốn sống một căn nhà mà hàng xóm của bạn sẽ cự lộn với bạn thì bạn cứ mua. Và thực chất là đã có nhiều người tới hỏi và thấy cái này và người ta không mua đó, và biểu tình ôn hòa. Và vì khi mà mình làm cái như vậy á, các bạn nhìn mình đều đóng cái bảng ở bên phía nhà mình hết, tất cả những cái bảng của mình có cùng nội dung là kêu trả tiền á, mình đóng bên phía nhà mình hết, và họ không thể nào gỡ cái bảng đó được vì đó thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu họ gỡ, nếu mà real estate agent muốn qua gỡ hoặc là chủ qua gỡ thì họ sẽ vi phạm một cái điều pháp luật còn quan trọng hơn là xâm phạm tài sản của người khác, cho nên họ không dám làm như vậy dù chỉ là damage hoặc là đẩy hoặc là phá ha. Và thực sự hiệu quả là chỉ cần nhận xong thì một tuần sau là hàng real estate agent, hàng thằng chuyên lo nhà bán nhà của bên đây, nó qua nó hỏi mình là giấy tờ nó kia bao tiền bao nhiêu. Mà thật sự cái đó là nó bày đặt, thật sự mình không tin những thằng real estate agent như vậy. Mình đã gửi cái thư đó, mình phải nói là nhiều nhiều cách lắm luôn, rồi mình nhét vô hộp điện của nó, mình nhét vô hộp thư của nó, mình nhét vô trước cửa nhà của nó, vậy mà nó nói mình là chưa nhận được giấy là thằng xạo. Và mình cũng ok, calm down, mình đưa cho nó giấy tờ một lần nữa, ý là mình đã nhận ra là nó phải chấp nhận, đang chấp nhận nhượng bộ, tức là nó sẽ đồng ý gửi trả cho mình cái tiền hàng rào này. Đến ngày hôm nay là khoảng khoảng chừng là 1 tháng rồi thì họ mới bắt đầu gửi cho mình
gửi cho mình 1.000 đô. Thật sự là cách này là cách mà mình thấy nó hiệu quả, đơn giản và thành công. Hơi gây mất thẩm mỹ trước nhà mình một chút, nhưng mà gọi là biểu tình rồi thì các bạn không quan tâm. Mà cái thằng nào bên phải nhà mình đi, thì lúc mà họ tới trước mình á, họ tới trước, họ dừng cái hàng rào kế bên này, họ bao nhiêu tiền, lúc mà mình tới bắt đầu mình xây sâu á, thì họ gửi bao nhiêu là mình trả bấy nhiêu liền ngay lập tức, không đôi co ha. À rồi còn ý nữa để nói em ghép vô trước ấy. Bên đây á, khi mà nói về hàng rào á, thì người ta hay nói là ờ mày có quyền đi kiện, mày có quyền có cái tòa kiện tụng ở Melbourne, ở Australia này, ở cái luật kiện tụng thì có quyền luyện, nhưng mà nó rất là mất thời gian nha. Nó rất cực kỳ là mất thời gian. Cho nên mình nói thà mình dựng như vậy tốn ít thời gian, tốn ít kinh phí hơn mình khoan hai ốc vô mấy hai này, hai ốc, một con, hai con. Đó kia cũng vậy, một con, hai con. À cái này là từ cái bàn tấm gỗ này mình lấy từ cái tấm cái mà treo bằng khen của mình á. Cái này cũng ít người bị, cũng không ai cũng bị ha. Khi bạn mua nhà cũ thì bạn không bị. Bạn mua nhà mới thì đa phần bạn bị, tại vì cái đất chưa có hàng rào. Bên đây xây hàng rào có những cái quy định khá khó, là những bạn thấy là khu mình chỉ được xây hàng rào gỗ, hoặc là một số khu khác khi cao sổ quy định xây chỉ được xây hàng rào sắt đó, như hàng rào gỗ đây. Ngoài quanh khu này sẽ là bạn thấy hàng rào gỗ hết. Đây hàng rào gỗ bên đây, bên kia cũng hàng rào gỗ, tất cả đều phải là hàng rào gỗ ha. Mình quay phía này cũng có hàng rào gỗ bự nữa, không phía sau có hàng rào gỗ đó. Thì đó là những cái quy định, và quy định là phải share, cái người nào share chung bao nhiêu phần đất á, thì khi mà cái người làm hàng rào họ làm á, họ hay lắm, họ cắt invoice ra, họ phân chia đều ra, invoice nhà cái bên bao nhiêu, bao nhiêu gửi cho mình hết, để mình có thể tiện, mình cứ cầm cái đó mình forward cho cái người hàng xóm của mình, là nó đây là tổng tiền, mày có cần verify thì verify với cái thằng làm hàng rào đi, tao đã làm với nó rồi. Đó, hàng rào này của mình là 2.000+ đô và dài 32 mét, trước đất từ trước đất kéo phía sau là 32 mét ha. Đó. Thì tiền làm hàng rào thực sự cũng không nhỏ, so với người mới dọn nhà về thì tiền làm hàng rào cũng không nhỏ. Cho nên khi mà sống bên Úc là mong các bạn tôn trọng cái hàng rào, tại vì nếu không đó là sự tranh chấp rất là lớn giữa hai người hàng xóm.